Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Ba Minh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với toán 7 dạng 2, viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số. Thì ở dạng này có phương pháp giải như sau: viết thành phân số, số thập phân có tử là số nguyên tạo bởi phần nguyên và phần thập phân của số đó. Mẫu là lũy thừa của 10 với số mũ bằng số mũ bằng số chữ số ở phần thập phân của số đã cho. Đấy, ví dụ đằng sau chữ số phẩy, đúng không? Anh lấy ví dụ là 0,4, đằng sau chữ số phẩy có một số thôi, đúng không? Thì là bằng 4/10, được chưa? Đó, là số 0 là tương ứng với cái số đằng sau dấu phẩy này. Rồi là 10 mũ 1 đấy, được chưa? Còn 0,25 thì đằng sau có hai số, đúng không? Thì là bằng 25/10 mũ 2. Đó, 10 mũ 2 thì là bằng 25/100. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào những cái bài ví dụ. Thì 0,32 đúng không? 0,15, 0,12 thì như anh đã hướng dẫn là bằng 32/10 mũ 2 thì là bằng 32/100, được chưa? 32/100 các bạn rút gọn. Đó, rút gọn cho một cái con số cho nó tối giản, được chưa nào? Rồi tiếp theo, những cái ví dụ sau thì các bạn làm tương tự nhé. Rồi qua bài số 2 nè, thì ở đây là anh có -1,24 đúng không? Thì là bằng -124/10 mũ 2, tức là đằng sau chữ số phẩy có hai số 0 thì ta phần 10 mũ 2, lũy thừa đó, tương ứng với số đằng sau dấu phẩy này, thì là bằng 100 - 124/100. Và các bạn rút gọn ra phân số tối giản ha. Rút gọn nó ra tối giản, chia cho 2, cho 4. Đó, miễn làm sao cái phân số cuối cùng nó ra tối giản. Thì những cái ví dụ ở câu sau thì các bạn cũng làm tương tự như anh đã gợi ý nha. Tiếp theo qua bài số 3, viết các số thập phân dưới dạng phân số thì tương tự như bài 2 anh vừa hướng dẫn thôi, được chưa nào? Rồi, những cái bài kế tiếp như là bài 4 cũng vậy nè. Viết các số thập phân dưới dạng phân số thì ở câu D này ha, câu D này thì các bạn thấy nó đằng sau nó có 3 số 0 thì nó bằng gì? Bằng 0,03 đúng không? 0,003 đó. Thì nó tóm lại nó bằng số 3 thôi, bằng 3/10 mũ 3 thì là bằng 3/1000. Được chưa nào? 3/1000. Còn 2,005 này là bằng 2005/10 mũ 3, tức là bằng 2005/1000. Đó. Tương tự các câu còn lại các bạn làm tương tự nhé. Rồi, vậy thì video ngày hôm nay cũng dạng bài tập cũng khá là dễ đúng không nào? Đấy, thì anh tin các bạn có thể làm được, trình bày được. Nó cũng là một phần liên quan đến dạng kiến thức của tiểu học thôi. Nên mong rằng các bạn có thể hiểu và làm được tất cả những cái bài tập này. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hay nếu thấy hay thì hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Còn bây giờ thì bye bye.